Rồi, Bồn xin chào cả nhà nha. Thì sáng hôm nay là cái phần bánh hôm qua làm, thì sáng Út cũng làm lại cho nó đẹp nè cả nhà, tỉa lại cho gọn. Đây được mấy mấy sửng Ba sửng. không? Đây dọn lại rồi gắn bông lên ha. Con vàng lên. Không biết gắn để chị không biết rồi đó chứ phải chị đó. Thường thường là ta gắn vậy đó. Gắn thì một phần là cho nó đẹp rồi một phần là cúng cúng mà cúng là phải có cái bông vàng lên. Nhưng mà trước mắt thì cho đẹp. Chào cả nhà. Dọn sạc lại cái nó đẹp hơn. Nó đẹp lại chứ mình hồi mình mới thắt ra nó hơi sệ sệ cái hơi nếp á. Nó cũng cho hơi chảy ra. Hơi chảy. Rồi bây giờ mình dọn lại cho nó đa gọn đẹp. Ở phía bên đây thì gia đình mình còn làm công chuyện. Chào cả nhà. Đang làm gì đây vậy Tân? Sửa sang sắt gột hết rồi. Dạ. Đây bà Bảy sáng nay mới về. Chào bà Bảy. Chào cả nhà. Bà Bảy thì gia đình bà Bảy đi làm ở đâu ta? Củ Chi hả? Mầm thịt này làm nhà Phú Hoa hay gì bà Bảy? Chả làm bỏ lẩu. Dạ. Chả bỏ lẩu. Quá trời hà ngon quá mà cũng ngon quá. Rí tốt quá em ạ. Tốt quá chết rồi. Để muôn bịch rồi về mà hôm qua nay luôn buông còn chưa có. Sáng nay thì gia đình mình tiếp tục công đoạn nấu đồ ăn để bắt đầu cúng buổi sáng với gia đình mình dùng cơm buổi sáng luôn. Cái này chắc thịt đùi quá em ạ. Đùi, thịt không à? Dạ. Mình đi chặn đồ, cái mình đi rửa lần lần. Đây, chế, chào cả nhà. Này là Thư con có mà 7. Đây là gọt bông bồn. Bông bồn của cậu Chính qua nhỏ. Bông bồn của Chính qua cũng uống có mập. Cũng mập mập không? Nó, mập không, mập. Nó cũng không dài không nhưng mà nó mập. Mập hết chứ tập. Tại biết sao nước nó thay cạn quá rồi cái cọng bông bồn nó dài. Dài. Mà nó uống đâu rồi. Đây mà Chính làm món gì đây mà Chính? Cả nhà. Này nấu chay. Dạ, nấu được chay ha. Nấu được chay. Mình này cũng mâm chay mâm mặn hay gì mà Chính? À ba mâm mặn. Ba mâm mặn. Ê ba mâm chay không à? Ba mâm chay hả? Đồ mặn thì mình ăn ở nhà với chiều để chiều để khách à. Còn cũng là cũng chay không, không có mặn. Sở tan ngoại thì cậu Chính có mời mấy nhà hàng xóm với bạn làm hồ chung với cậu Chính chứ không cũng không có mời. Không có mời ai đâu. Dạ. Này kêu bằng món gì em nên chính xào hả? Xào. Còn đấm. Còn cái này là khóm kho xả. Khóm kho xả với tàu hủ. Tàu hủ. Cơm. Còn này là lá khìa chiên. Chiên ha. À. Còn cái này dư ha. Cái này là để nấu canh chua. Canh chua. Canh chua có tàu hủ. Có tàu hủ, có nấm. Nấm. Còn cái này thì chả giò. Lát chay, chả giò chay luôn. Chả giò chay. Ở quê mình nấu đồ chay thì nó cũng không phong phú như mấy cái dùng mà ăn chay thường niên lắm. Nó đơn giản. Dạ. Chỉ có tàu hủ, rồi rau củ. Còn mấy dùng khác như gót heo quay nữa là chính. Heo quay làm như với chả lụi nướng nữa. Con thấy cũng nhiều món lắm, nhiều món lạ lạ lắm. Mình cái mấy cái món đó nó cũng cầu kỳ đó cho nên là dạ. Đơn giản. Mình đây cũng không biết làm mấy món đó. Có mấy người ăn chay trường tao biết là. Dạ. Đây đổi món nha, đổi khẩu vị á. Con nó đỡ nhé. Nhiều khi ai ăn không quen cũng khó ăn. Cái món chay ăn nóng lắm mà chứ. Đúng rồi. Mà con cũng không biết nha mà rau củ nhiều mà lại nóng. Nhiều người ăn cũng được. Nhiều người ta chịu ăn mặt của mình nhiều không ăn rồi mình hạn chi. Dạ. Chào cả nhà. Thêm Hương sáng làm công đoạn gì đây? Nấu cơm. Nấu cơm hả? Công việc nặng nề dữ vậy. Vậy Tư nấu lẩu cái gì vậy Tư? Ừ. Đây có mồi bén nữa nè. Đây có cá thác lát muối xả nè. Chút chiên. Đây thì muối hôm qua nó thấm rồi cả nhà. Cá thác lát quá trời bự luôn. Mày chỉ có nửa ký à.
nay gia đình mình tiếp tục làm công đoạn chuẩn bị món ăn. Mình ốp bột ngọt với muối. Đó, thì mẹ làm ốp chút chả để mình hấp. Hấp mình cho vô cái lẩu ngọt nó ngon hơn. Cái bể thịt nó mà nguyên miếng giờ ngán quá à. Miếng giờ ngán. Này mình cho tiêu nhiều nhiều nó ngon. Ngồi kế bên mẹ bên đó là dì Năm nha cả nhà. Chế ruột của mẹ. 4, 5, 6 rồi tới 7 là mợ 7. Út hồi nãy ngồi ấy bánh quy. Đông lắm gia đình. Đủ đông hết lắm. Rồi. Đây gia đình về đủ là đủ làm trong nhà luôn rồi. Dì Năm cũng đi thành phố mà với mấy đứa cháu. Mới về tới luôn. Dì Năm về lúc nào mới mới tới dì Năm. 9 giờ mấy lên đây. 9 giờ mấy tối mới lên xe hả? 9 giờ mấy mới lên xe mà bữa nay xe nó ghé bến hai bến. Hàng gì về trễ hơn cậu chơi 7. Cậu 7 5 giờ 10 là tới. Mình đâu lên xe hồi đâu 7 giờ hả Phượng? Cho thêm miếng tiêu nữa đi, cho tiêu nhiều nó ngon ha. Mà xe bên đó nó chạy mau lắm. Không, xe ăn đây tôi chạy mỗi lần là 5 giờ mà bữa nay bỏ đồ lộn. Chở nhà. Đà đám dưới quê mình lại giờ nấu lẩu ngọt không à. Lâu lâu mới làm lẩu chua. Lâu lâu mới chưa đổi lại lẩu ngọt à. Lẩu chua thì cá, đi mua cá ra mà cái miệng cái đúng không? Cá bớp hoặc là cá chép giòn. Cái này mình ở nhà mình xài ít ít cái mình mua sống tươi luôn nè, nó ngon. Còn người ta xài đám lớn cái người ta bắt mua đồ đóng đá hết ngon rồi. Còn này mình sáng mình mới mua cái mấy chua mấy anh mà nhà này. Đi mua đâu tốt đi đi từ từ kiếm thì đâu có ngon không? Ha. Dò riêng luôn. Mà nãy có cái lẻ đâu. Dò dừa đó nha. Này có bạc luôn nè. Này mình làm mấy mâm ta? Không có biết nữa thì cậu chính mời thì góp mấy bạn 4-5 mâm gì đó. Không nói là dò dừa tân mận là hồi thiếu à. Bo đâu nhà đâu luôn 5 mâm cái gì á. Ở trong nhà hết đâu 2-3 mâm rồi. Gia đình mâm. Dạ hả? Dạ. Tức ra ngoại tranh đông con tới cháu là có hai ba người. Quên. Nó mua mèo nữa. Ở đúng mèo cho vô hả? Quên. Cái này mình chọn khác đi quên. Ngon lắm. Con quán hồi nấu nấm mèo mà ăn sao? Sao rồi? Cái mình cho vô vậy chứ nó đỡ ngán. Ngon lắm. Anh chỉ không ngán thôi chứ còn lấy. Chân thịt không ngán. Ở ngoài kia thì sáng mấy cậu về lấy ngót nhẹ để tâm sự với nhau. Chắc là lâu quá cả năm hoặc là 2-3 năm rồi mới gặp lại tại ông ngoại mất gì đây mới một năm mới về nè, chứ còn nếu mà bình thường là 2-3 năm mới về một lần. Cái anh thứ ba với cậu tám còn mấy người thành phố thì tết về. Bà chính đảm nhiệm mấy món chay cũng không nấu chay. Còn món này nó là xong đó. Gọn ha. Cái nữa thì bỏ chung luôn. Dạ. Mấy con cá thắt lát. Hai con đó nhậu tàn tẹt luôn. Bự. Con quá kìa bự nhìn dinh không nổi. Dạ. Hát lát này diễn tư mót mót lại cũng lâu. Đây, mình quẩn vô đây mình ăn. Này chắc thấm dữ rồi không? Dạ. Muốn qua này phải không? Chín nước qua này. Đây đường con nữa.
đây mà chính cho ra dĩa để mình chuẩn bị tới giờ cúng. Bữa nay cúng là mình tụng hai đợt phải không anh Chính? Hai đợt. Sáng 9 giờ rồi tới 12 giờ mình xả luôn phải không? Nay thì cũng con trai với tụng kinh để xả tan trong ngoại cả nhà. Phần đó thì mình rút ngắn rồi không có quay phần đó. Hiện tại thì dì Tư sẽ bắt mâm ra, mọi người bắt mâm ra để mình ăn ăn chiều. Sắp giờ thì cũng xả tan rồi, xong hết rồi. Mâm ra cái dạ. Mình để bạc. Giờ tới phần ăn uống. Để qua đây em sắp đồ đây. Lo cái lá cải ừ nó sắp bốn gấp. Đây mẹ dì Tư sẽ lẩu. Đồ ngu quá giống cả làm thì vợ là quá. Nói sao mình nghe. Mở bảy thì nhiệm vụ sắp rau. Nhiệm vụ mở bảy rau cả đi ta. Mở bảy là con này nữa rồi. Còn bên đây là giếm làm bò né. Còn ban này bò né thiệt hay giả né người ta nhiệm tư thì ban trà đá đi vòng vòng mà ai ơi cái là vô liền nha đâu cái đá liền đó nay thì trước mắt ông thấy sẽ bắt cái năm mâm nha cả nhà đâu có ai phần này thì thịt bò ở dưới rồi cho nên ngồi xào cho dễ chín. Vũ đi về chế gắn vô đây. Cái đó là làm như cù lao nha cả nhà, nó cũng giống như cù lao vậy. Nhưng mà mình không có cái lẩu cù lao nên mình kêu lẩu ngọt thôi. Gắn lên cái lẩu này. Đây. Gắn lên cái lẩu rồi với bỏ cho mấy chùm tiêu vô, mấy chùm chứ. Hai chùm. Hai chùm tiêu. Này nấm linh chi á gì gì lên kim châm gì cũng là hỏi cái gì hỏi gì vậy nấy cái này mình cho tỏi phi lên luôn cho con cái dĩa luôn lấy vô đây mẹ để hôm nay luôn mẹ để gì xíu nó làm cho mẹ thêm như vậy đây mình làm cơ bản thôi. Nãy con thấy mợ bảy có làm cái bông hành đâu rồi mợ bảy. Đây nè, trong gỗ nè. Để mình cho miếng tỏi vô. Hay vô. Cái bông này là của mợ bảy làm đó. Bông hành không đẹp làm sao mà đẹp được mày. Này chưa có bỏ bông hành vậy đây là quá đẹp rồi chứ. Mình cho bảy không để trứng giữa trứng xanh. Mấy nó luôn á bảy. Trứng xanh vô. Rồi sao cái mâm nó bé vậy? Vô giữa luôn hả? Nó vô giữa rồi. Dạ. Không để vô giữa đi. Để cô quẹo. Ta ở lẩu à. Vậy chứ có ngay đâu mà không quẹo. Cắt ba cái hành nó cay muốn chết luôn nè. Người không ngay thật, ai sao mình ngay được. Để qua rồi. Có ngàn hết chồng con không? Quá trời luôn ha. Sẵn đây kể luôn. Kể cho đi. Cả nhà ai hờ nghe luôn. Mét bữa nay tư mét rồi. Đâu được hết á. Không dám hơi thua mà hơi thua với chồng con. Mỗi cái mỗi ăn hết. Buồn muốn khóc. Thì thiệt đó là muốn khóc thiệt á. Đâu muốn khóc thiệt á. Biết ai ăn biết ai hả? Đây đưa mẹ ăn dọn này vô cho nó gọt. Còn dư cái gì mẹ? Dư lát mình dội. Con nấu mà. Con nấu mà. Nấu mà. Mới có ba cái hả? Mới bảy cái gì? Sao lưng hai cái nè đi chèn ơi ta bắt cho. Tao bắt cho nó. Bắt mâm kiểu này chắc hồi thiếu quá. Làm có ba mâm hồi không biết cái đâu đi cho vô ạ. Con tưởng sao gì từ bắt có nhiều đó con thấy hai cái lẩu. Ê ba bắt mâm này kỳ quá, em bệt hai cái lẩu rồi. Mà nãy thấy mà nó mấy nó còn thiếu ba hai cái nữa rồi đó có cái đây lão chưa chuẩn bị đồ năm mâm mà còn dư hơn nửa thao rồi. Em đâu biết đãi nhiều đâu em nói chắc đãi có ba hộp mâm mà giấu rồi giấu là tính em về chơi em giờ tính em về đó còn hai cái nữa trời còn hai cái nữa hai cái bỏ ở lên nấm gồm này còn nhiều để lại tao đem về
nó mì ăn nó đỡ. Mì ăn nó đỡ. Có ăn mì không mà nấu mì. Trời có đúng rồi ba. Phải bỏ ngồi dưới lên trên cái lẩu. Gắn cái núm lên kim châm lên đây ra sợ nè. Để tét nè. Cái tét nè. Cái gì mẹ? Đủ dĩa cho má hai. Này một năm hai dĩa hả? Đủ rồi đó. Một dĩa nữa. Thứ từ với thứ sáu cái mỡ. Mỡ ơi mà bỏ không được. Chúng ta phát hiện nhìn ra cái đầu nghe giá. Còn món gì nữa ta, còn thịt heo thịt lát ăn mình chút xíu mình múc ra để múc bây giờ nó hơi lạnh. Dạ rồi hết rồi phải không? Thịt hết heo rồi. Nó hết hả? Cái này mở chín đại có nhiều món làm đơn giản này có. Đây cũng cho hành phi lên ấy tỏi phi lên nữa. Rồi thì buổi chiều hôm nay gia đình mình cũng mời mâm ra để dùng bữa chiều nha cả nhà. Con kia 3, 4, 5, 6 con mầm nữa thì khác 5, 9. Uống là phải để bên đó gom lại cái một mới được nha. Cũng đưa gần gần. Bạn này bữa nay mình uống cỡ 7-8 chai này nghỉ vừa nha. Nửa chai nghỉ. Nửa chai nghỉ. Đây là 10 chai phải không? Đó tới liền rồi nè. Đó. Gót rồi gót khui vậy nha. Gót này chín chưa ta? Đúng rồi. Hả? Méo uống rồi. Trời ơi đưa vô động cái chín viên đó để cắm vô làm sao làm đi. Cái gì mình bò né bò tái gì đi. Ừ. Để gót. Còn ba có chị còn ba. Cái gì? Xiên cái nhụ. Ê, xiên mới kêu chạy xuống rồi á. Xiên nhụ nha. Vô còn cho luôn. Lên mới điện nó mới chạy rồi chứ. Anh vào coi chưa? Xiên, anh xiên thùng. Ở ngoài cái hầm găng có trách nhiệm được đưa đổ là không tính giải quyết sao để bà nó đi. Điều tra cho tống giam được rồi. Xiên. Nó là cái phần của mình nha, còn vô trống nó phần của nó. Phần của nó phải giải quyết rồi. Cái này thôi. Cứ vô mày. Thằng dưới này không. Thằng giải quyết không, thằng dưới chịu cực. Nói chính xác là ở phần này là một cửa vô đúng hai cửa. Cái clip này hơi đông người. Nên sẽ quay cảnh năng của cả nhà xem nha. Quán lại đi. Mọi sao tôi xin đi. Vậy mẹ không có hả? Không có rồi. Đúng là không có phải xin vậy. Dạ. Ai ngồi mãi chứ không là có uống. Đúng rồi. Dạ còn ít ngàn ăn thì gắn ăn ngang trẻ mà còn nhiều ngàn ăn ta thì cũng được. Rồi mai mấy cậu mấy chú đi. 2 3 vô. Làm miếng ở miền Trung vô đây làm miếng đưa. Xiên ơi, ghế tròn xiên. Xiên này nó cái mới lạnh. Có mắc công nữa. Chưa có nước lẩu quá gì từ ơi. Nước lẩu thôi. Nước lẩu thôi. Nước lẩu thôi. Chiên hai là chiên hai. Có lẩu. Vậy là làm cá lẩu thì ngồi đây. Bữa nay con có bạn đi bạn không nha. Con cho bạn á cho rồi. Mình ăn cho bạn ăn. Một thì mình cho cái gốc cây xin xuống rồi coi. Rồi ăn bún khô hả? Một cái cũng được mà hai cái cũng được hai ba.
không bình thường mà. Không ép vậy. Không ép. Không ép gì đâu. Nhưng mà cái đó giờ tao nhắc mày uống cho đúng đều, đồ nhiều dễ vậy chịu đi. Tao đủ đồ. Con lên nhà tao gặp vợ tao hết. Gặp đi con và không hết. Ngoài đó là cũng gặp thằng hết rồi. Còn con mới có 20 tuổi. Mấy đứa? Cả hai đứa. 3, vô. Tháng 4 rồi. Còn có ngày mai nữa là nó tới cậu. Ngày 1 anh này có 31 ngày mai là tới tay rồi. Thì có 32 không anh ha? 31. Chưa đâu, 31 nữa. 31 nữa. Thứ hai à, mới qua tháng. Thì đó 32 trả tiền nha. 31 là 32 chắc xé lịch đó. Lúc mà biết là như không đó là uống rồi là phải để tại chỗ rồi đưa vô là đó. Khi 31 xong mà không có gì trục trặc á thì nó đọc qua 1 tay à. Nếu mà có 32 thì qua 32 luôn. Không có gì trục trặc là nó qua 1 tay thôi. Trọng đại nó nói tránh tới tay là ngày 1. Thì đúng rồi. Ngày 1 mới qua. Dạ đúng, ngày 1 nó mới đúng tới tay chứ mới qua 2024. Cũng như mình vậy 29/1 vậy. 29 bảo 30 chứ. 30 ta nói là 30 chưa gọi là Tết á. Bị đâu có chưa Tết mà. 29/1, 30/1 thì đến ngày 1 rồi. Đấy, còn nói là đường nào cũng qua 1/1 rồi mới tới Tết được. Con nước ẩu nè, con ẩu nè. Đây cậu. Không qua vậy nghe. Đứa nào lên đi, cô anh để đi vô đứng lên cho. Tối đi. Đi. Nào comment nó quay cái uống với comment nó cái. Đây vô. Đủ bây giờ quay quay chứ uống được mà còn cái tay uống mà. Vô. Uống mà mày thấy nó luôn cái này chia đôi á vậy. Đây luôn hả? Gì đây? Cái một vô. Đó vô caramel cái luôn. Thấy nó uống cái uống lại luôn đi. Vô. Vô. Đây. Vô. Caramel hả? Đây còn có tay thả cầm nó đổ nè. Vô. Gác đừng rung nha. Vô. Gác đừng rung nha. Vô coi. Vô. Vô quen hồi chạy xe về xa lắm nữa cũng được. Bắt cái gì thấy sằng sằng cái to trời ơi luôn chứ nó bắt. Bọn đẩy ha chầm chầm luôn rồi kìa. Ở đây nó đâu đâu không được bạn mà. Bây giờ nó quay nãy giờ khác trước á. Đâu biết đâu, người lớn uống với người lớn mà không lẽ uống nữa. Không biết uống nữa đi đâu. Lẽ chơi luôn đó. Còn ngoài miền Trung á hỏi anh uống đủ á nó thiệt uống đủ mới về rồi nó cho đi luôn à, nó có bắt đâu. Vậy là khác trong miền Nam rồi. Có nói ờ tôi không uống, nói ờ tôi thông cảm tôi mới uống rượu đá mới về anh đi cái em chơi đi. Vậy mình giờ mãi mình sống đi chứ. Dạ dạ mình nói tôi vừa muốn nhà ba tóc à, đang nói tôi vừa rượu hề mà lập cái bản này lúc mà chị tôi đang xong mà đang xong mà con mực nè nhỏ nhỏ đi bắt tay. Ừ,
vô rồi ba. Còn về tới cổng chính. Đi ra chỗ đó của Dương Tư mà. Dương Tư. Quên, đi đi Dương Tư mày mà. Anh Tư nãy đáp xuống rồi. Con cho comment miếng cái. Dạ dạ. Anh Tư nấp xuống, anh Tư giả rồi. Anh Tư ảnh bị thương rồi, giờ cậu Bảy yêu cầu quay phim uống. Này đi, cậu Bảy nhậm tóc là đen thui ha. chứ hôm nay cũng đã lắm à. Được lắm à. Dạ là, nếu mà vậy là khoái quán đổi lại là em là anh lại nha. Thằng này, anh thằng này. Này tóc đen là kêu ngược lên anh này đó. Kêu ngược lên à. Kêu anh chính nha. Thầy nữ là anh cả. Thầy nữ là ấy là anh cả. Mình tính cho tóc người. Ai ăn con là con cá. Phải không? Không có băng tâm nữa. Tâm cho tâm. Quên quên quên. Nãy giờ không nhìn. Em nói cả mà thấy bà cả đó không mà. Mày đừng có nói mày ở đây mày lớn tuổi nhất nha. Chết tao. Chết tao. Ông nói mày nói đây nè. Bốn người là em con nè. Từ cái này ông thì tối. Nó nói cho cũng hình cũng mà mới đây nói chung là đó của mình chú Tư quên đắp cho mình nước cho cái quên như cái bạc quá cả như anh ảo bạc sớm không bạc các bạn. Ủa, cá chuyện không thấy đường chạy. Bảy ổng không thấy con mồi luôn. Chỉ bảy con cá thì dạ cá không nhận không. Cậu Bảy mới có 27 tuổi à. Không đâu có nhận đâu. 27 tuổi mà hồi 20 năm trước á. Mà nói chung á mình nói nha, con người mà nha, cái qua râm nữa. Mấy bà mà giá nó bị dồn nó hấp ta hết. Tao tức cho cái bà nhà tao. Tao trồng găng cho đựng móm mà coi được chữ. Không chịu gắn vô mà tóc thì nhuộm. Không kể ai chịu tóc thì nhuộm. Găng không có móm thợ. Vô vô đi chú ơi. Đi là ba là nhiều mà ba. Cũng gì tóc đen thua mà không gọi ngăn cả giờ mới lớn chùa không ngóng chọn mà cái răng mà cái đầu thì đen thui mở trò âm bị đen nghĩa là răng một chưa đủ. Minh tôi làm cá khác ăn ngon à. Trời còn nhóc ăn đi cô Bảy còn nữa. Còn quá nữa còn đó. Nói chung là chưa chạy nữa là chứ không còn được con á. Chấm chấm á. Chấm này nó. Lộ cái chấm rồi. Cô Bảy nói gì chứ cả hai con là cô Bảy xong rồi. Nói về xương sở thì thôn quê cái này nó thịt thà không có chứ cá thì ăn dữ. Cá đồng thì bán không có chứ bây giờ cũng kiếm. Đây ăn heo. Kiếm ở đây cá. Bây giờ trong rừng giờ ra mà để kiếm đồ ăn nè. Trong chổng giờ phèn hết rồi. Cái dụng cậu Tư ơi, cậu Tư cái dụng dưới này phèn nhưng mà thích lên chảnh là nước ngọt là ở trên kênh bà Tám hết. Dạ cũng đất ăn nhiều á. Ừ, dưa từ chúng ba. Rồi chúng ba chở chảnh. Nhưng mà nó nằm ở trong đất nha. Sao à? Dạ. Ngoài sông không có. Ồ, vì sao? Còn còn hai không đi đâu dạ. Anh đi chờ chừng nào hết quay ông mới vô hả? Đi chờ chừng nào hết quay ông mới vô. Đi luôn hả? Đi rồi mình đi rồi vợ mình cho vợ còn gì là vợ tới mình đi chuyện. Đó là nghe là mấy sắp chết mấy sắp chết.